Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam và triển lãm Mỗi làng một sản phẩm OVOP 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng tại Hà Nội sắp diễn ra tới đây. Việc chuẩn bị cho sự kiện này đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Là một trong những nghệ nhân thợ tay nghề cao đang triển khai thi công gian hàng trưng bày cho hội chợ triển lãm sắp tới, ông Đức rất vui mừng bởi biết rằng các sản phẩm của làng nghề mình sẽ được giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là tâm lý chung của các hiệp hội cơ sở sản xuất của các làng nghề. Ý tưởng của chúng tôi là một cái đám mây trong không gian rộng lớn của một cái thế giới hòa bình. Rất hy vọng rằng mang được những sản phẩm của mình phục vụ cho hội chợ. Tham gia hội chợ tới đây giới thiệu cái sản phẩm mà mỗi làng một sản phẩm ấy, thì hiệp hội của chúng tôi có tham gia. Và cái mong muốn của chúng tôi là gì? Là để giới thiệu được cái sản phẩm của quê đặc sắc của quê hương mình cho với tất cả mọi người. Theo đơn vị tổ chức, hội chợ và triển lãm lần này sẽ có nhiều thay đổi về phương thức hoạt động cũng như cách thức trưng bày so với các kỳ hội chợ trước. Cái hội chợ sắp tới được thành phố Hà Nội tổ chức năm nay là năm thứ 5. Nhưng mọi lần trước thì tổ chức chỉ có hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam, tập trung nhiều vào đồ thực phẩm và các món ăn. Tuy nhiên năm nay thì thành phố kết hợp hai sự kiện lại với nhau là hội chợ đặc sản vùng miền và hội chợ mỗi làng một sản phẩm. Sự khác biệt đó là sự kết hợp giữa những cái đặc sản của khắp mọi vùng miền của đất nước và những hàng thủ công tinh túy nhất của thành phố Hà Nội. Đến nay công việc chuẩn bị đã hoàn tất, hội chợ sẽ diễn ra từ 21 đến 25 tháng 11 năm 2018 là tiền đề để các làng nghề truyền thống phát triển bền vững gắn với du lịch cộng đồng trong thời gian tới.